chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu có các mẫu xe đạp touring Meda Xcruiser, một dòng xe đạp touring để cho các bác sử dụng đạp trong những cái tuyến phố hàng ngày để rèn luyện sức khỏe. Và xe thì đang được sử dụng bộ chuyển động Shimano Tiagra, khung nhôm, bánh 700C, đĩa trục rỗng, toàn bộ khung thì như các bác thấy trên hình, nhôm thương hiệu Meda, cái thương hiệu mà cũng rất là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, thương hiệu sản xuất xe đạp rất là tốt trên thị trường hiện nay. Model Xcruiser hôm nay về một chiếc xe tông màu đỏ trắng cực kỳ là đẹp, được sử dụng bộ phanh V thường thấy ở những chiếc xe Nhật bãi các bác nhé. Đề Tiagra thì đây là 1, 2, 3, 4, 5, 9 tầng lít và trên này là 2 tầng đĩa, cho xe có 18 tốc độ khác nhau, đặt đĩa trên Shimano, đùi đĩa trục rỗng của FSA, loại phụ tùng của Mỹ, loại hàng hiệu dùng rất là tốt nhé, đùi trục rỗng. Sử dụng bộ vành bánh là 700C, bản lốp là đây, lốp là nhân 38C các bác nhé, cái bản lốp rất là rộng, 700 x 38C. Các bác mà mới tiếp cận xe đạp thì đi cái loại lốp này rất là an toàn này, rất là tốt. Máy ưa cũng rất là chất lượng luôn nhé, máy ưa của Shimano Tiagra luôn nhé. Dòng Shimano này thì như các bác chơi xe lâu năm thì cũng có thể biết là kể cả những cái dòng cao cấp của Shimano thì cũng không có bi vòng, họ chỉ làm bi côn. Cái công nghệ làm bi của Nhật thì rất là tốt từ xưa đến nay này, cực kỳ là bền với cái bộ bi này. Cùi đề sau tia rồi ra, cấu hình này cũng rất là ngon này. Đến phần ghi đông của chiếc xe, thì chiếc xe trang bị bộ tay bấm xả Shimano 9 Speed. Và bên này ba tầng đĩa, và 9 tầng lít, cho xe 27 tốc độ khác nhau. Đây, trước cũng là tia rồi ra luôn nhé, rất là ngon, và đũa lốc. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Từ tâm trục đạp đến khóa yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 51 cm. Thì xe phù hợp bác đi từ khoảng 1m63, 1m64 đến 1m73, 1m74 đi là phù hợp. Đề Shimano Tiagra, đặt đĩa Shimano với 9 tầng lít và 3 tầng đĩa, và xe có 27 tốc độ khác nhau. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 8.600.000 bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với
cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.